không dám coi clip này nhiều, hơi tổn thương. Thật sự là một cái giai đoạn nó khá là đen tối. Nó ảnh hưởng đến cả gia đình bạn đúng không? Đúng, nó ảnh hưởng đến cả gia đình. Vợ mình khuyên mình, anh nghỉ đi. Mình từng có ý định nộp đơn nghỉ việc và sếp cũng đồng ý luôn. Kính chào các sếp, tôi là Trần Duy Khiêm, giám đốc điều hành công ty Smartlock. Hôm nay chúng tôi giới thiệu một cơ hội đầu tư 116 tỷ đồng cho 20% cổ phần của công ty Smartlock. 116 tỷ là tổng cái lượng vốn mà các sếp đã tham gia đầu tư trong cái mùa trước. Một mình em làm nguyên cả mùa luôn đúng không? Bằng nguyên một mùa trước. Dạ. Đạo diễn đóng máy cho anh cả, xong rồi. Trông anh lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. Vui vẻ. Con số 116 tỷ mà anh đưa ra liệu có phải là con số để gây sốc hay không? À rồi. Đúng bản chất là nó hơi gây sốc thiệt. Tại vì... Mà đấy là mục đích của anh đúng không ạ? Không, mục đích không phải gây sốc. Thực tế là để thực hiện được một cái giấc mơ trở thành unicorn á, thì 5 triệu là cái số quá nhỏ. Cái con số 5 triệu đô thật ra là một số rất là nhỏ. Tại vì hiển nhiên nếu như em có 30 phút ngồi với bác á, thì em sẽ raise được 1 tỷ đô là chuyện bình thường. Em muốn cái đem cơ hội này đến cho các sếp ở Việt Nam trước khi em đi ra nước ngoài. Em phải đứng xuống đất đó. Dạ. Bởi vì sao? Bởi vì cái thị trường mà em cần chinh phục đầu tiên là Việt Nam. Ở thị trường Việt Nam là hiển nhiên trong tay em rồi. Em không có gì phải lo nữa. Còn cái câu chuyện ở ASEAN em phải bung nhanh, bung mạnh là gì? Để khi Oracle có gặp em á, thì nói Oracle phải đem 1 tỷ ra đây thì em mới nói chuyện. Còn không thì em không cần nói chuyện. Cái này thì em phải có ý kiến đấy chứ. Em để nó múa đi. Nếu như mà bạn Khiêm của Smartlock, bạn ý thuyết trình theo một thái độ chân thành và khiêm tốn hơn một chút thì liệu rằng là có nhận được sự gần đầu từ anh hay không ạ? Với trường hợp của Smartlock thì đặc biệt là những lĩnh vực như sắc phú hoặc là sắc Việt đang khá chứ quan tâm. Tuy nhiên thì cái cách bạn trình bày nó thiếu khiêm tốn. Chính vì thế thì dẫn đến việc là cái khoảng cách giữa người trình bày và người nghe nó không còn nữa, mà lúc đấy nó là câu chuyện giữa một bên là tấn công và một bên phòng thủ. Mặc dù anh đầu tư công nghệ rất là nhiều rồi, nhưng mà anh không biết là bây giờ em đang giải quyết cái bài toán gì ở khâu nào cho ai. Cái mà em đang nói nó giống kiểu em đang muốn chinh phục cả thế giới. Và em chỉ là một cậu bé tí hon mới sinh ra. Em tên là gì? Em tên Khiêm ạ. Khiêm à? Dạ. Cái mà em trình bày từ đến giờ và tên của em là khác nhau đấy. Dạ vâng ạ. Thực sự mình không dám coi cái clip này. Tức là sau cái thì không dám coi clip này nhiều. Thực sự cảm xúc rất là hơi tổn thương. Mình nghĩ sao mình nói vậy và mình chỉ đang cố gắng diễn giải một cách thực tế những gì mình nghĩ. Thì các sếp có thể nghĩ mình đang chiêu trò, đang múa may. Cái 500.000 đô này của em lấy từ đâu ra? 34% là của Angel Investor. Em đang nằm bao nhiêu phần trăm? Em nằm chung với sếp em, 66%. Sếp em à? Sếp em, anh founder là anh Kurt Bình. Anh đang nghỉ mát ở FLC Quy Nhơn. CEO đang nghỉ mát và em lên đây là em là trợ lý và em đi gọi vốn. Yep. Chi tiết này là chi tiết bị gọi là ném đá nhiều nhất. Theo kiểu là sếp gì không nghiêm túc, sếp gì cử trợ lý đi theo kiểu coi thường nhân trình. Sếp có thất vọng với cả cái màn thuyết trình của bạn không? Lúc đầu thì khi mà mới ra chương trình rating tăng, mọi người chú ý thì đó là tin tốt, nhưng mà sau đó những cái truyền thông tiêu cực tăng dần thì bắt đầu có những cái cũng khó chịu, có những cái hay nhắc đến sắc tăng với một cái chữ gì đó nó hơi là một cái quá khứ đau thương, một cái nỗi buồn, một cái nỗi nhức đầu. Tại vì anh nói, anh đọc từng cái comment về Smartlock ở trên cái channel YouTube. Một số khách hàng đang trong quá trình chuẩn bị ký hợp đồng, sau khi xem chương trình này họ hoãn cái việc ký hợp đồng lại. Họ sợ rằng Smartlock sẽ bị phá sản vì thấy công ty vẫn đang lỗ. Thì khách hàng này sau một thời gian cũng đánh giá lựa chọn các phương án thay thế, thì cuối cùng cũng quay lại chọn Smartlock. Yếu tố truyền thông nó có thể ảnh hưởng đến việc sống hay là còn của cả một công ty? Thật sự là một cái giai đoạn nó khá là đen tối. Nó ảnh hưởng đến cả gia đình bạn đúng không? Đúng, nó ảnh hưởng đến cả gia đình. Thật sự vợ mình khuyên mình, anh nghỉ đi. Cái cảm giác tồi tệ nhất là mình đánh mất đi cái năng lượng. Cái chuyện mà tuyên bố hay nói gì, nói thánh nói tướng trên truyền thông, nó không có nghĩa là con người mình nó không có yếu đuối. Nó không có những cái lúc mà mình phải đối diện với sự thật ngày mai mình có còn muốn tiếp tục công việc này hay không. Mình từng có ý định nộp đơn nghỉ việc và
Thế em cũng đồng ý luôn. Sau đó thì anh em đi nhậu, ngồi tâm sự với nhau và nói rất nhiều. Thì sau đó mình quyết định thôi, lỡ rồi theo luôn. Chứ bây giờ nếu mà dừng lại thì anh em thật sự là rất rất nhiều người họ bị mất đi một thứ thôi, đó là cái giấc mơ. Liệu rằng có phải là cái việc bạn lên Shark Tank trình bày như thế này nó ảnh hưởng đến cái việc là bạn bị giáng chức ở công ty hay không? Mình không gọi là giáng chức mà chỉ là điều chỉnh về vai trò. Có khi là ở cái lúc mà mình lên Shark Tank thì mình vóng vai là cựu giám đốc điều hành. Sau chương trình Shark Tank một thời gian thì mình focus vào làm marketing và làm về triển khai các dự án tư vấn. Nói chung là bạn không được quyền điều hành toàn bộ nữa. Thu hẹp phạm vi ảnh hưởng. Điều đó có làm cho bạn hối hận khi mà đi lên Shark Tank không? Nếu như bạn không tham gia Shark Tank thì bạn sẽ không phải đánh đổi nhiều thứ đến như thế. Thành công nào có cái giá của nó. Và thứ hai là nếu như mà mình không no pain no gain, nếu mà không có chịu hy sinh thì mình không bao giờ có thứ mình đạt được. Cái đội ngũ Smartlock đã tăng gấp đôi so với năm trước và cái tập khách hàng nó cũng tăng hơn gấp đôi rồi. Có thể nói về mặt thị trường, Smartlock trong vòng từ cái chương trình Shark Tank trước cho đến giờ đã có được cái bước tiến đáng kể. Tôi cảm giác là con người bạn đã cực kỳ thay đổi sau một năm. Mình nghĩ là mình hiểu rõ được mình là ai, hiểu rõ được giá trị của mình là cái gì. Trước đây cái khi mà mình ở chương trình, mình nghĩ mình là người rất là có quyền lực, có cái tiếng nói. Thành ra cái thái độ, cái cách hành xử đâu đó nó cái tôi cao quá. Còn bây giờ mình biết chính xác mình là ai, biết chính xác mình làm cái gì là phù hợp nhất. Thì cái đó tôi nghĩ là cái thay đổi lớn nhất. Thế ở cái thời điểm mà bạn biết mình là ai, mình phải đối mặt với những cái gì, bạn còn mơ lớn như vậy nữa hay không? Cái giấc mơ đó không thay đổi. Cái định hướng không thay đổi và mỗi ngày Smartlock đang dần dần tiến được tới hướng mà tôi. Tốc độ nó không nhanh thôi, nhưng vẫn đang hướng tới cái sứ mệnh mà Smartlock mong đợi. Một là nó làm rạng danh được Việt Nam, thứ hai nó góp phần thay đổi cái cách vận hành của hơn 1 triệu người Việt Nam đi, thì cái giấc mơ nó đủ lớn để mình cảm thấy những cái hy sinh, những cái tổn thương này trở nên nhỏ bé nếu như mình làm được. Và tôi cũng hy vọng rằng là giấc mơ của bạn sẽ trở thành hiện thực, để cho tất cả những cái tổn thương, những cái gì đã qua nó sẽ mãi mãi ở trong quá khứ. Cảm ơn bạn đã dành thời gian cùng với chúng tôi. Xin cảm ơn chị. Mỗi thương vụ tại Shark Tank dù thành công hay không thì đều mang lại những giá trị nhất định cho doanh nghiệp. Và trong thương vụ bạc tỷ Shark Tank mùa 3 năm nay, hãy cùng chờ đợi những câu chuyện khởi nghiệp đầy nhiệt huyết và cảm xúc.